Hello mọi người, nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để viết dấu trong liên minh điện thoại. Thì có nhiều bạn tưởng rằng là viết dấu trên điện thoại chắc cũng dễ, bấm là Unikey. Để Unikey hiện lên bấm bóng thì nó sẽ viết được dấu, tới là không nhá. Mình sẽ thử cho bạn coi nè, dùng nó lên cho bạn dễ xem nè. Chị tuyến một bự không gõ lại nè. What the fuck man, sự kiện dự đoán rồi gõ lại nè, qua chữ trực tuyến lại nè thì nó sẽ không ra được. Và chúng ta sẽ, nếu nếu bạn đã bật Unikey, bạn bấm tắt Unikey nha, không kết thúc nè. Và chúng ta sẽ bật bấm chuột chuột phải vô Unikey, chọn Role as Administrator và bấm chờ nó hiện lên cái bảng, chúng ta bấm Yes thôi. Và đến lúc này chúng chờ bạn lên, chờ các bạn Unikey lên đấy. Và chúng ta lúc này đã gọi được dấu rồi nhé. Đấy, các bạn thấy rõ ràng không? Ok, thì cảm ơn các bạn coi video này nhé.